Hello, xin chào các bạn tới ITB Club Channel. Thì hôm nay là ngày 5 tháng 4 năm 2021. Thì Bình quay trở lại để làm về tất tần tật cho các bạn về cái mã của anh Quyết nha các bạn. Nên là nếu mà sau cái clip này thì Bình sẽ đặt một cái tiêu đề là Quyết Index nha các bạn. Thì các bạn cùng với Bình theo dõi xem là những cái mã của của anh Quyết Index nó sẽ có những cái mã nào thật hấp dẫn chúng ta trong thời gian tới nha các bạn. Thì cũng như Bình đã nói về những cái mã về như SLC bạn. SLC đúng không? Thì Bình nói lại đây một chút sơ hơn một chút thôi. Còn mình để thời gian để cho những cái mã khác. Thì ở đây chúng ta thấy là cái SLC đã hình thành và đang tiến về cái vùng kháng cự rất là mạnh của FLC. Ở đây LC nha. Đó, cái vùng kháng cự rất là mạnh đó là cái vùng 14.5. Thì chúng ta thấy là cái này là cái khung trên tháng của FLC nha mày. Cho nên là tháng thì nó có thể diễn ra rất 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 là lâu, có thể là hôm nay là tháng 4, có thể là cuối tháng 4 này thì chúng ta có thể thấy là nếu những cái khung như thế này tích lũy đủ quanh cái vùng này thì nó có thể tiến về cái vùng 14.5 đó các bạn ha. Thì chúng ta phải theo dõi tiếp là cái vùng này có bị phá hay không, thì cái đó lúc đó thì chúng ta sẽ xem xét như thế nào. Còn nếu chi tiết hơn thì các bạn cứ liên hệ với Bình nha. Rồi để tiếp thì nữa cái mã ROS nha bạn. ROS về dài hạn ha, thì chúng ta thấy là trong đã điều chỉnh và đi vào một cái xu hướng là xu hướng giảm nha bạn, và nó đang tạo một cái nền giá ở đây quanh cái giá 3 và hiện tại là gần giá 5 rồi bạn. Thì về khung dài hạn thì chúng ta thấy là cái mã ROS này nó sẽ trước tiên nó sẽ hồi phục về lại cái vùng giá là 14 ha, cũng là 14 nhưng trong tháng này nha. Còn nếu qua tháng sau thì nếu không hồi phục được thì nó vẫn là tích lũy quanh cái vùng nền này để cần một sự red out ra khỏi cái nền giá này, thì chúng ta thấy là nó sẽ tiến về cái vùng cao hơn của cái mã RS này nha. Thì chúng ta thấy là trên khung, vì chúng ta biết là khi mà nó đang là trong một cái xu hướng giảm, cho nên là nếu nó rớt ra khỏi cái nền thì nó phải tiến về lại cái vùng, những cái vùng giá mà những cái người mua ở phía trên, cho nên là người ta nên ta thấy được là những có cái vùng cản các bạn, vùng cản mà ta nhìn trên tuần này bạn ha, khung tuần thì nó có vùng cản rất là mạnh, khá là mạnh ở cái vùng giá giá 7 giá 7 và cái vùng giá 22 ở đây ha. Rồi đó, thì để mà thoát ra khỏi cái vùng này thì nó phải cần break ra khỏi cái nền của cái vùng giá trên khung tuần này đó các bạn ha. Đó, thì hiện tại thì chúng ta thấy là khung ngày của RS vẫn còn tốt và đang chờ sự tích lũy ở đây để tiến tới cái vùng kháng cự trên tuần. Đó là cái vùng mà kháng cự gần nhất gần nhất cho cái mã RS này. Đó. Thì nếu các bạn nào yêu thích những cái mã này thì chúng ta biết được là vị trí mua và vị trí kháng cự ở đâu trong ngắn hạn nha các bạn. Rồi mình qua một cái mã là ART ha, cũng nằm trong danh sách của nhà anh Quyết nha các bạn. Xét về khung dài hạn nha, mình nói về dài hạn ha, thì ở đây nó có một cái cản ở đây là 13 và mình nhìn thấy ở đây là cái vùng cản này gọi là rất là mạnh ha, rất là mạnh. Thì chúng ta phải, nếu mà để vượt những cái cản này thì chúng ta phải xét lên trên cái tuần rồi ha, tuần. Thì Bình nhìn nhận thấy là cái vùng cản này nó mạnh ha, mạnh, nhưng cái khung tích lũy, sự tích lũy ở trong một cái xu hướng giảm của ART đang cũng rất là mạnh và tạo nền và đã
bứt phá ra khỏi cái vùng nền rồi thì nó tiến về cái vùng kháng cự ở đây. Thì mình nhìn thấy ở đây thì cái kháng cự này sẽ bị phá vỡ nha, sẽ phá vỡ. À, như SLC thì ta không không thấy phá vỡ, nhưng mà cái mã ART này sẽ thấy là nó sẽ phá vỡ được cái vùng cản này nha các bạn. Đó. Cho nên là nếu trong ngắn hạn bạn nào mà có yêu thích cái mã này thì chúng ta có thể tham gia mã này về, nếu có về vùng điều chỉnh quanh cái giá giá 10 tới giá 9 nha. Đó, ART. Đây, rồi mình nói tới KLF nha mày. KLF trong dài hạn đang có một cái kháng cự, và kháng cự này đã vượt qua rồi các bạn ha, đã vượt qua, nhưng bây giờ là chưa hết tháng, cho nên là chúng ta phải cần chờ vào những cái cuối những cái tuần cuối của tháng nha. Và cái sự mà vượt qua này phải cần kiểm định bạn, cần kiểm định khoảng thêm hai cái nến này nữa nha, thì phải tầm một tháng này và tháng năm đó. Cho nên là mình nhìn thấy là nó vừa có một cản và có một cái mây ở đây, cho nên là cái việc mà vượt ra khỏi cái vùng này của KLF là cũng sẽ tương đối khó khăn, cũng tương đối khó khăn nha. Nếu mà vượt qua thì xa hơn thì có thể là nó phải về được cái vùng giá 8 nha bạn, thì nó phải hơi lâu. Thì chúng ta thấy nó, nếu mà nó đi tích lũy quanh cái chỗ này ha, giá 4, giá 5, và nó tích lũy vùng này và có thể tiến về cái vùng giá 8 này, cho đâu đó mình thấy là nó phải mất là 5 tháng nữa các bạn. Đó, khoảng 5 tháng. Có thể là mất 5 tháng nữa. Đó nha. Thì đó là những cái mình thấy được trên cái mã KLF này. Và chúng ta thấy là cái khung tuần của KLF là bắt đầu chuyển thành một cái xu hướng tăng rồi. Hả? Xu hướng tăng. Cho nên là chúng ta thấy là khi mà nó xu hướng tăng, cho nên nó phải gặp cái cản ở trên trên tháng này. À. Rồi, quay qua thì chúng ta thấy là cái ngày nó đang gọi là phải cần tích lũy thêm, cần tích lũy thêm để tiếp tục. Còn bạn nào mà nắm giữ trong khoảng 4-5 tháng nữa, đúng không? Chúng ta nhìn thấy được cái trong khoảng 4-5 tháng đó thì chúng ta có thể tham gia bằng cách nào, hoặc canh mua những cái vùng giá như thế này. Đó bạn, vùng giá là giá 4 nè bạn. 3.8 đến 3.4 thì chúng ta có thể vào được cái mã này. Đó nha. Rồi, mã AI cũng nằm trong cái index nha. Index thành viên nha. Thì nếu chúng ta thấy nhìn chung thì những cái mã này đều là bắt đầu từ xu hướng giảm nè các bạn. Ha, và đang tạo nền. Và có một cái nến này nó đã red ra khỏi cái vùng nền đây nè mày. Ha. Đó. Cho nên là cho thấy là cái HAI này đang chuyển qua một cái xu hướng tăng, bắt đầu xu hướng tăng cho một cái khung tuần này. Ha. Cho nên là cái vùng giá này rất là đẹp nha các bạn. Rất là đẹp cho chúng ta tham gia, bắt đầu tham gia với cái mã HAI này. Đó là cái mã rất tốt. Nếu mà canh mua ở đâu mày? Nếu canh mua ở đâu? Ha. Thì canh mua thì chúng ta thấy là đang có sự tích lũy ở vùng này. Nếu mà canh mua thì chúng ta có thể canh mua từ vùng 3.8 là có thể mua được mã này nha. Hoặc là các bạn phải chờ nó vượt qua cái vùng 4.2, thì đó là một cái điểm mua cho cái mã HAI này nha. Đó. Các bạn biết là trong một cái xu hướng giảm như thế này mà cái khung tuần đã chuyển qua cái một cái xu hướng tăng thì khi mà khung tuần này đó, cái khung trung gian giữa cái khung tháng và khung ngày nó bắt đầu thành tăng thì nó sẽ kéo cái khung tháng này đi lên nha bạn. Đó, thì chúng ta thấy một cái sự tích cực, rất là tích cực cái mã này nha. Đó.
Rồi, cuối cùng thì mình đi qua một cái mã cuối cùng là mã AMD trong cái họ của nhà anh Quyết nha. Rồi, chúng ta thấy là cái trạc đồ thị của AMD này cũng khá là giống với cái trạc đồ thị của HAI nha các bạn. Đúng không? Khá là giống, khá là giống đúng không? Đó, thì nó đang tích lũy nha các bạn, vùng nền đây nha. Đó, thì mình thấy ít nhất là phải đi vào vùng mây này nó hơi khó chịu một chút thôi, nhưng nó đang bắt đầu đầu tạo nền rồi. Tạo nền rồi. Và cái khung khung tuần ở đây nè, các bạn thấy nha. Bạn để ý rất là kỹ thì nó đã chuyển qua thành một cái xu hướng tăng rồi. Bắt đầu xu hướng tăng. Đó, cho nên là những cái vùng giá mà chúng ta mua ở đây từ giá 3.6 tới giá 4 là nó rất là khả quan nha các bạn. Rất là khả quan cho chúng ta nha. Ở đây để canh mua được thì chúng ta thể canh mua ở 3.8 đây. À, nếu bạn để ý thì cái mã này khá giống như là cái mã HAI đúng không? Đây, 3.8 nha. Quanh quanh cái vùng này thì thấy là bắt đầu đang tích lũy ở trên khung ngày thôi, nhưng cái khung trung gian này nó bắt đầu là tốt dần rồi các bạn. Tốt dần. Nếu mà có một cái sự red ra khỏi cái tiếp tục red ra khỏi cái vùng giá 4.2 4.3 thì khả năng AMD này vẫn tiếp tục một cái xu hướng tăng tiếp tục nha bạn. Đó, còn để biết chi tiết hơn thì các bạn cứ liên hệ với mình nha, hoặc là mở tài khoản với mình qua công ty chứng khoán VPS nha bạn. Rồi, thì Bình đã làm hết ở đây là tất cả là khoảng 6 mã của anh Quyết nha. Thì các bạn yêu thích anh Quyết thì các bạn cứ canh và tham gia đối với cái mã mà anh Quyết đã làm ra nha bạn. Rồi, mình sẽ kết thúc cái clip ở đây. Thì các bạn thấy hay thì các bạn cứ like, và có thể là cách hay hơn nếu là các bạn thấy được mua những cái điểm mua mà tốt các bạn thì các bạn cứ ủng hộ cho mình, donate cho mình nha. Thì ở đây mình có cái tài khoản Momo, Zalopay hoặc là cái tài khoản Vietcombank, thì các bạn cứ yêu thích hoặc là có những cái phương tiện công cụ nào đó nó dễ dàng để mình ủng hộ cà phê thì các bạn cứ mạnh dạn ủng hộ nha bạn. Thì cái đó là để cũng biết là mình đã biết là các bạn có quan tâm ha, quan tâm đến những cái mã này, và các bạn thấy không hay thì các bạn cứ dislike lại nha, và comment cái gì đó bạn không thích thì để mình có thể sửa đổi nha, sửa đổi và cải thiện bản thân được rất là nhiều hơn trong tương lai. Rồi các bạn nhớ là đừng bỏ quên là bấm cái nút subscribe và ấn vào cái nút chuông nho nhỏ để chúng ta để không bỏ lỡ bất kỳ một cái clip nào được xuất bản ra trên cái kênh này nha các bạn. Rồi các bạn nhớ ủng hộ cà phê nha, nói nhiều khác lắm bạn. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bye các bạn.